Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại trang trại chăn nuôi dứa Mã Đào Thái Lan rất là lớn tại Tây Nguyên. Và bên cạnh tôi đây là anh Khiêm, là chàng trai tuy còn rất là trẻ tuổi nhưng mà hiện tại anh Khiêm đã sở hữu một trang trại chăn nuôi động vật hoang dã rất là lớn tại khu vực Buôn Ma Thuột này. Và hôm nay thì anh Khiêm sẽ đồng hành cùng với lại kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia chia sẻ tới bà con cái mô hình chăn nuôi con dứa Mã Đào Thái Lan đang là giống vật nuôi được rất là nhiều bà con quan tâm hiện nay ạ. Em chào anh ạ. Chào em. Kính chào bà con. Tôi là Khiêm, hiện nay đang chăn nuôi các loại động vật hoang dã, có địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dạ, anh Khiêm ơi, như trang trại mình đang chăn nuôi con này là con dứa Mã Đào Thái Lan đúng không anh? Đúng rồi em ạ, đây là con dứa Mã Đào của trang trại anh đây. Dạ, khi mà vào tham quan cái mô hình chăn nuôi con dứa Mã Đào Thái Lan này thì em thấy là nó chuồng trại của nó thì làm khá là đơn giản đúng không ạ? Và em thấy là nó khá là sạch sẽ, thì anh có thể hướng dẫn bà con đôi chút về cái điều kiện môi trường sống cũng như là về cái cách thức làm chuồng trại con dứa Mã Đào Thái Lan này làm sao để cho nó phù hợp mình chăn nuôi cái con này nhất không ạ? Thì như em nhìn thấy đây là khi mà vào trang trại anh thì là anh sử dụng những cái ô chuồng bằng cách là anh ghép những cái viên gạch men này lại. Dạ. Đấy, thì anh sử dụng keo silicon và anh ghép những cái viên gạch men này lại là đã tạo thành những cái ô chuồng để anh chăn nuôi con dúi này rồi. Dạ. Đấy, và cái điều kiện để mà con dúi này phát triển và sinh trưởng tốt nhất ấy, thì mình làm sao để trong cái khu vực chăn nuôi của mình nó không bị nóng quá, hoặc là những bà con ở khu vực miền Bắc vùng cao ấy mà nó lạnh quá thì bà con cũng phải làm sao để cái nhiệt độ nó ấm áp một chút để dạ. cái con dúi này nó không bị lạnh quá. Đấy dạ. thì cái nhiệt độ để mà con dúi này nó phát triển và sinh trưởng tốt nhất thì nó sẽ dao động từ khoảng 8 độ đến dưới 35 độ C là mình dạ. đã có thể chăn nuôi con dúi này một cách tốt rồi. Dạ. Đấy, và nếu như mà trong cái trường hợp mà cái điều kiện khí hậu của mình nó lạnh quá thì bà con lại quay lại vào thì bà con có thể quây kín cái khu vực chăn nuôi của mình lại để tránh cái gió ở ngoài nó lùa vào nó làm lạnh con dúi. Hai nữa là ở trong khu vực chăn nuôi thì bà con cũng có thể sử dụng những cái bóng điện sưởi để bà con thắp lên cho cái con dúi này nó được ấm hơn. Dạ. Và còn nếu như mà khu vực nào mà của bà con mà nó nóng quá thì bà con sẽ sử dụng quạt gió để mình làm lưu thông không khí ở trong khu vực chuồng trại nó mát hơn. Và hơn nữa thì bà con có thể sử dụng những cái tấm ván như bên anh đây. Bên dạ. anh sử dụng những tấm ván này bên anh che lại bên trên mặt chuồng thì nó sẽ có rất là nhiều cái tác dụng khác nhau. Dạ. Thứ nhất là nó sẽ che bớt ánh sáng mạnh lại để cho con dúi này nó được nghỉ ngơi tốt hơn. Bởi vì con dúi này thì nó là động vật ưa tối. Hai nữa là nó sẽ là một cái lớp gần như là lớp cách nhiệt. Dạ. Và khi mà nhiệt độ nóng nó xuống đến cái tấm ván này thì ở bên dưới này nó qua cái lớp ván này ở bên dưới chuồng nó rất là mát. Cho dạ. nên là nó sẽ có cái tác dụng là như vậy. Còn một điểm nữa là ví dụ như khi mà mình bật quạt đấy thì cái gió mà nó gặp cái tấm ván này này nó sẽ cản bớt gió lại thì cái con dúi này thì nó không ưa cái gió lùa trực tiếp vào cơ thể nó, thành ra là nó cũng lại có cái tác dụng là cản gió bớt nữa đấy. Dạ. Thì nó sẽ có rất là nhiều tác dụng trên một cái tấm ván như thế này. Dạ. Ồ, anh Kim ơi, vậy thì vì sao mà mình lại ý là mình có nhất thiết là mình phải sử dụng những cái viên gạch men này không, hay là mình có thể sử dụng những nguyên vật liệu khác để mình làm ô chuồng được ạ? Thì đối với con dúi này thì ở ngoài tự nhiên nó là nó thích sống ở trong hang. Dạ. Nó đào hang và nó sống ở trong hang dưới lòng đất. Dạ. Thì mình làm chuồng ấy thì cái thứ nhất là cái vật liệu làm chuồng thì nó có thể là bằng rất là nhiều cái vật liệu khác nhau. Dạ. Thì như bây giờ thì cái tiện dụng và tiện lợi nhất và nhanh nhất thì mình sẽ sử dụng cái viên gạch men như thế này. Nhưng mà nếu như mà bà con nào mà khó khăn trong cái việc là tìm mua gạch men đấy thì bà con có thể là sử dụng cái tấm bê tông, mình đổ tấm bê tông xi măng mỏng ấy thì dạ. mình về mình ghép lại thành những cái ô chuồng như thế này cũng được. Hoặc dạ. là bà con mà có ở nhà mình có sẵn những cái viên gạch rồi thì bà con cũng có thể sử dụng những cái viên gạch đó và bà con xây lên thành những dạ. cái ô chuồng. Bà dạ. con nuôi con dúi này đều được hết. Dạ. Đấy. Chứ không nhất thiết là bà con cứ bắt buộc là phải dùng bằng cái vật liệu này đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Dạ. Ở dưới nền này thì em thấy là anh cũng sử dụng cả những cái viên gạch này để anh lót nền nữa đúng không anh? Thì như thế này, cái viên gạch ở dưới nền này thì nó sẽ có một cái tác dụng rất là hay. Dạ. Cái thứ nhất là nếu như mà cái phần nền của bà con dạ. mà nó bị yếu, nó có thể là con dúi này nó đào thành hang được thì bà con sử dụng cái tấm gạch men này bà con lót lại để cho tránh cái việc là con dúi nó đào thành hang nó trốn ra ngoài. Dạ. Thứ hai nữa là nó khi mà anh lót cái gạch men này thì nếu như mà đối với ở ngoài khu vực miền Bắc có cái thời tiết nồm, những cái ngày mà nó trời nồm ấy thì nó sẽ trong chuồng của nó sẽ không bị ẩm ướt bởi vì cái viên gạch men này nó hút ẩm rất là tốt.
Và hơn nữa là cái viên gạch men này nó sẽ rất là sạch sẽ, bởi vì nếu như mà cái nền xi măng hoặc là nền đất của bà con thì lâu ngày cái con rúi này nó đi vệ sinh xuống thì nó ngấm vào đất thì nó cũng sẽ là cái mùi nó dính ở trong cái nền như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái con rúi. Dạ. Đấy. Khi em tham quan các chuồng nuôi rúi của anh thì em thấy là thì những cái viên gạch này anh đều úp nó xuống đúng không ạ? Đúng rồi. Và nếu mà như anh nói thì là nếu mà nó sạch sẽ hay là nằm nó mát hơn thì em nghĩ là cái phần mặt trên này nó sẽ phải mát hơn chứ đúng không ạ? Thạch cái này thì nó tại sao anh lại ngửa cái mặt sần này lên? Là có lý do của nó em ạ, bởi vì là khi mà ví dụ như trong cái quá trình mình chăn nuôi như thế này, những cái hôm mà mình dọn hết phân của con rúi đi nhá, thì cái con rúi này nó đi tiểu ra chẳng hạn, đấy thì cái mặt sần này nó sẽ hút được ẩm, đấy thì nó sẽ không bị ướt. Còn nếu như mà em lật cái mặt nhẵn này lên thì khi mà con rúi nó đi tiểu ra thì nó sẽ ướt ở trong chuồng và đi lại thì nó sẽ rất là bẩn và nó có thể là trơn trượt cho con rúi. À dạ vâng ạ. Như vậy là bà con mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về cái cách thức làm chuồng trại rồi, thì nếu như bà con mà đang muốn chăn nuôi rúi này thì có thể là liên hệ cho anh Khiêm, thì khi đấy là anh Khiêm cũng sẵn lòng là mình hỗ trợ cũng như là hướng dẫn bà con để bà con làm chuồng làm sao để nuôi rúi hiệu quả nhất đúng không ạ? Đúng rồi, anh rất là sẵn lòng khi mà bà con muốn tìm hiểu đến và muốn chăn nuôi con rúi này. Dạ. Vậy anh ơi, như cái con rúi này thì ở đây em thấy là mình đang có ngô, có tre, có mía, thì không biết là những cái thức ăn của con rúi này thì ngoài ngô tre mía này ra thì nó còn ăn được những cái gì khác nữa? Thì những con rúi này thì cái thức ăn chủ yếu của nó và thức ăn chính của nó thì bao gồm là cây tre. Thì cây tre thì bà con có thể sử dụng tất cả các loại tre nứa đều được, cứ cây họ nhà tre nứa là được. Và cái cây tre này ấy, thì nó sẽ có tác dụng là bổ sung thêm chất xơ cho con rúi. Và hai nữa là cái tác dụng là để cho con rúi mài răng. Như em thấy đây, như con rúi thì nó sẽ ghẹn những cái mảnh tre như thế này để nó vừa là bổ sung thêm thức ăn và nó mài cái răng của nó, cái răng cửa ấy. Nếu như mà con rúi mà lâu ngày mà nó không được mài cái răng này thì cái răng nó cứ dài ra, và khi đó thì cái con rúi nó đến một thời điểm nào đó mà cái răng nó dài quá nó sẽ không ăn được những thức ăn nữa đấy. Thì lúc đó thì mình lại phải cắt cái răng nó đi và mình sẽ phải bổ sung thêm những cái thức ăn mềm cho nó. Và cái cây mía thì bà con cho nó ăn cây mía hoặc là cây cỏ voi này, cây khoai mì hoặc là cây ngô, cây lau, cây sậy đều được. Đấy thì những cái thức ăn này thì nó sẽ bổ sung thêm cái lượng nước cho con rúi. Đấy, thì đối với lại cái cây mía thì nó nhiều nước hơn. Đối với các cái loại thực vật mà anh vừa kể trên ấy, ví dụ như là cây ngô hoặc là cây cỏ voi ấy, thì nó ít nước hơn thì bà con phải cho cái lượng thức ăn nó nhiều hơn. Tức là đấy, mình sẽ tăng lượng lên. Đúng rồi. Dạ. Đấy. Vậy thì với mỗi một con như thế này, em thấy con rắn má đào này thì nó khá là to, trọng lượng của nó thì được đánh giá hiện nay là có cái trọng lượng to nhất trong tất cả những cái giống rúi hiện nay mà bà con mình đang phát triển. Thì cái lượng khẩu phần ăn của nó một ngày thì mình cho nó ăn có nhiều không? Đối với một con rúi trưởng thành ấy, thì nếu như mà con sinh sản thì một ngày anh sẽ cho nó ăn một lần, và nếu mà cái con thương phẩm thì anh sẽ cho nó ăn hai lần. Thì đối với con sinh sản thì một ngày anh sẽ cho nó ăn một mẩu tre, nó dài khoảng từ 10 đến 12 cm như thế này, và anh mổ thành miếng ra nó khoảng từ 4 đến 5 cm đấy. Và một mẩu mía thì nó dài từ khoảng 15 cm đến 20 cm đấy, tùy thuộc là cây to cây nhỏ nữa, và khoảng 25 đến 30 hạt ngô. Đấy là đối với ngô khô. Còn nếu mà mình cho có thời điểm mà mình đang có ngô tươi ấy, thì mình sẽ cho một mẩu khoảng 5 đến 7 cm như thế này, một quả mình chặt ra ngắn mình chia nhỏ ra thì mình sẽ cho nó ăn cái lượng thức ăn như vậy. Còn đối với con thương phẩm thì một ngày anh sẽ cho nó ăn hai lần, cũng với cái khẩu phần ăn như thế, nhưng mà mình sẽ tăng bữa lên. Dạ. À, như vậy là cái lượng thức ăn mà con rúi này nó tiêu thụ một ngày tốn rất là ít đúng không anh? Đúng rồi em ạ. Và với một con rúi với cái trọng lượng rất là lớn như thế này thì không biết là cái mật độ sinh sản của nó hàng năm như thế nào anh? Thì đối với con rúi má đào này thì nó cũng là một cái loại động vật nuôi và một cái loại rúi mà nó có cái số lượng con sinh sản trên một lứa là rất là lớn, rất là nhiều luôn. Thì trung bình một con rúi nếu như mà khi nó trưởng thành nó đạt cái độ thuần thục sinh sản rồi, nó có thể đẻ 7 con đến 8 con trên một lứa. Đấy, còn đối với những con mà nó mới sinh sản qua 1, 2, 3 lứa thì có thể là được 5 con, 6 con. Đấy. Thì đối với các loại rúi khác thì cái lượng trung bình khi mà nó sinh sản thì mỗi lứa nó cũng chỉ 3, 4 con hoặc 5, 6 con là tối đa rồi. Đúng rồi. Dạ. Đấy, nhưng mà đối với con rúi má đào này thì một lứa nó có thể đẻ được 7 con hoặc 8 con. Dạ, vậy thì một năm nó được khoảng bao nhiêu lứa như thế hả? Thì đối với con rúi này thì đối với con má đào này thì một năm nó sẽ sinh sản cho mình được 3 lứa. Dạ. Và mỗi một lứa em sẽ được là trung bình là từ 5, 6 con hoặc 7, 8 con trên một lứa như vậy. Dạ, thì một năm là đã đạt hiệu quả rồi. Đúng rồi. Vậy thì với cái mật độ sinh sản như thế mà ví dụ mà mình chăn nuôi hết là thương phẩm chẳng hạn
thì sau bao nhiêu mình sau bao lâu thì mình sẽ xuất bán được, và bán thì mình sẽ được khoảng bao nhiêu tiền một lứa hả anh? Thì đối với con dúi này thì bên trang trại anh đang chăn nuôi thương phẩm thì anh sẽ chăn nuôi trong khoảng thời gian là từ 10 tháng đến 12 tháng là anh xuất bán. Dạ. Đấy, thì lúc đó thì cái trọng lượng của con dúi má đào này nó đã đạt được khoảng 4 kg rồi. Đấy, 4 kg, trung bình thì cứ 4 kg một con. Đấy, thì với cái giá thành phẩm, với cái giá thương phẩm hiện nay bên anh xuất ra thì nó rơi vào 3-4 triệu trên 1 kg. Dạ. Thì với một con mẹ mà nó sinh sản ra cho anh như vậy thì một năm nó sẽ đem lại cái lợi nhuận thấp nhất là từ 15 đến 18 triệu đồng trên một đầu con mẹ. Như anh Khiêm vừa chia sẻ thì em thấy là cái hiệu quả kinh tế từ cái con dúi má đào Thái Lan này nó mang lại cho mình rất là cao. Chính vì thế nên là có rất là nhiều bà con cũng đam mê và muốn tìm hiểu, bắt tay vào chăn nuôi dúi má đào Thái Lan này để làm kinh tế. Đặc biệt là bà con khu vực Tây Nguyên mình thì em thấy là bà con mình cũng làm nương làm rẫy, thì thật ra cái thời gian của mình cũng khá là vất rồi, khá là vất vả và mình cũng tốn khá là nhiều thời gian. Mà như con dúi má đào Thái Lan này thì hiện nay nó đang là cái giống vật nuôi gọi là mình làm thêm để kiếm thêm thu nhập thôi, vì cái thời gian mà mình bỏ ra chăn nuôi rất là ít. Vậy nên là bà con cũng rất là muốn anh Khiêm hỗ trợ bà con xem là nếu như bà con bắt tay vào chăn nuôi thì không biết là anh có những cái chính sách gì đồng hành cùng bà con không ạ? Thì đối với con dúi này thì thứ nhất là cái thời gian mà mình chăm sóc, mình chăn nuôi nó rất là ít. Dạ. Thì nếu như mà bà con mà ví dụ như là đang làm nương làm rẫy này, hoặc là mình đi làm công việc ở ngoài mà có thời gian, một chút thời gian rảnh về buổi chiều tối, thì bà con cũng có thể chăn nuôi con dúi này để mình tăng thêm thu nhập cho gia đình được. Ví dụ như là bà con chăn nuôi khoảng 10 con đi, 10 đầu con dúi, thì bà con cũng chỉ cần tốn khoảng 15 đến 20 phút trên một ngày để mình chuẩn bị và mình cho nó ăn, mình chuẩn bị thức ăn và mình cho nó ăn cái bữa của ngày hôm đấy thôi. Bởi vì cái thời gian nó gọi là mình tranh thủ một chút thôi là mình đã có thể mình chăm sóc con dúi này được rồi, chứ mình không cần phải là thường xuyên chăm sóc nó như là những cái con thú cưng hay là những cái con động vật nuôi khác. Đấy. Hai nữa là nếu như mà bà con có cái niềm đam mê và muốn tìm hiểu đến con dúi này và muốn chăn nuôi con dúi này thì có thể là liên hệ với anh qua số điện thoại hoặc Zalo, hoặc là có thể là bớt chút thời gian đến với anh tại trang trại của anh, có địa chỉ tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thì anh có thể là chia sẻ cho bà con về những cái kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc và hỗ trợ cho bà con tất cả những gì mà bà con còn đang thiếu sót, đang muốn tìm hiểu. Dạ. Thì để bà con nắm được vững về cái phần kỹ thuật này và sau đó thì bà con có thể là bắt tay vào chăn nuôi con dúi này một cách thuận lợi nhất. Dạ, và chắc chắn là khi bà con bắt tay vào chăn nuôi thì bà con sẽ lo lắng nhất là vấn đề đầu ra. Thì không biết là anh Khiêm có hỗ trợ bà con về vấn đề đầu ra không, và đầu ra của mình thì có được ổn định hay không, cũng như là cái thời hạn, thời gian mà mình bao tiêu hỗ trợ bà con thì nó có được lâu dài hay không ạ? Đối với con dúi này thì hiện nay ở ngoài thị trường người ta đang ưa chuộng với cái dòng thực phẩm này rất là nhiều. Chính vì như vậy thì cái đầu ra của con dúi này nó còn rất là rộng mở, và hiện nay thì nó còn đang thiếu hụt rất là nhiều em ạ. Bởi vì cái nguồn cung bây giờ nó còn rất là ít, và cái nguồn cầu của ngoài thị trường, nhu cầu ngoài thị trường thì nó còn rất là cao. Cho nên là những năm gần đây thì anh cũng đang có những cái chính sách là bao tiêu lại những con thương phẩm khi mà bà con chăn nuôi có con thương phẩm. Đấy, thì hiện tại thì bên anh đang cung cấp cái hợp đồng này cho bà con là có cái thời hạn từ 10 năm đến 15 năm. Và cái giá bên anh đang bao tiêu cho bà con thì nó dao động từ 900.000 đến 1.1 triệu trên 1 kg. Dạ. Đấy. Như vậy là khi mà bà con bắt tay vào chăn nuôi cái con vật nuôi giá trị như thế này là bà con sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề đầu ra, đúng không ạ? Và giá cả thì gần như là mình đã có trong hợp đồng rồi, và cái thời hạn thì nó đã rất là cố định rồi, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Và nếu như bà con nào đang quan tâm đến cái mô hình chăn nuôi con dúi má đào Thái Lan này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Khiêm theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh. Như khu vực tôi đang có mặt tại đây thì có địa chỉ tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Em cũng thay mặt bà con và thay mặt chương trình cảm ơn những chia sẻ của anh Khiêm trong chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn em.